mới lại chim xong. Cưng ghê không? Cưng không? Cưng không? Cưng mày. Sao để con vậy? Không có biết là con buồn ngủ chèm dòng cái gió mát nó vô mắt nó ngủ. Chết rồi, con cúng con tôi rồi. Ngủ rồi. Lấy cái Samsung ở đâu ta? Cái Samsung ở đâu ta? Cái Samsung đang nằm ở đâu rồi? Không biết luôn. Thằng Hồng mới lấy ra đi sạc rồi. Cưng ghê không ba? Gió nó mát á. Cái anh ngủ. Có ai buồn ngủ không? Lên chiếc xe này ta ru cho nè. Có ai buồn ngủ không? Vậy hả? Ừ, quá trời. Mát hoài đi, mát hoài. Hoài ơi, hoài con Thiên kìa. Để hoài ẩm chứ sao mà tuột xuống được. Mẹ đâu ẩm nổi. Hoài đâu ẩm nổi. Chuyện xe ẩm cưng quá à. Chuyện xe giờ mới nó mùi mùi lắm rồi. Mày ai gì kêu lên ngủ đấy con vì chim. Sao giờ sao? Chụp một tấm hình đi đứa rồi, chụp một tấm hình giùm anh coi. Hội đâu đứa, mượn hội coi. Ok. Đây, chụp cho em nè. Út xích ra chiếc xe coi. Quỳnh dự dịnh xe nha, Quỳnh dịnh xe được không? Rồi. Gửi Zalo cho anh. Chuyển xe vậy? Thôi con giật mình nè. Chân của em á nha. Nó là cục cưng đó, phim sân bay đó. Phim sân bay đó nha, đừng có ghẹo em. Dám ghẹo phim sân bay hả Quỳnh? Ngủ mắt lé luôn. Xin lỗi đi. Mẹ lên tao luôn cho ngủ luôn. Như tay, mẹ chỉ nó tay. Giờ khuya sớm cho con lên ngủ đi Quỳnh. Dạ ngủ nè. Mới live stream xong mà ba. Ba cái gì? Em đây em có nhiều chuyện em á. Anh cũng ở đây mà. Anh kêu em lên ngủ mấy lần rồi. Em đợi anh, em ngồi lên đi. Lên đi, ngồi mẹ không vô. Mới 9 giờ rưỡi thôi mà. Đúng rồi. Thấy không mẹ. Bố cũng được. Thấy chưa? Ta nói mà. Đi vô ngủ. Rồi ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Hoài thương phim không Hoài? Thương không thương. Rồi có nhiêu vàng quay cho hết đi. Không, thương thôi chứ vàng bộng gì. Ủa. Quỷ vậy. Vậy là Hoài chán trường mà Hoài ghê. Nói vậy thôi chứ Hoài làm cho mỗi đứa một con heo luôn. Dạ. Yeah. Vừa lắm. Biết phim này biệt danh gì mà Hoài? Biết phim biệt danh gì chưa? Phim sân bay. À, đồng ruộng nhau hả? Đúng. Chiều mà nội nói đã kỹ rồi. Đó, okay đó. Tao buồn ngủ quá rồi, tao muốn hứng lắm. Đưa nhỏ đưa trời. Ngon quá. Đẻ một đứa nữa là con trai. Sao em biết? Mấy chị trên mạng chị nói con cái vừa ngấn của nó. Không, mấy chị nói thiệt mà. Lúc em chưa biết em có bầu là có ai comment mùa dịch đó. Chị em có bầu đó. Mẹ nói trời, chị nghĩ sao mà em có bầu vậy? Mẹ bà có bầu không biết? Không biết. Ghét quá trời. Đã, cảm giác là sao? Nó tăng tăng hai cái miệng á. Hai mép môi mình nó đã. Yeah. Chuẩn bị trúng bột ngọt rồi đó. Ngon.
Ngon không? Ngon bún vịt nữa hả? Ngon bún vịt không? Ngon. Tụi bay không có con thì bay không biết đâu. Ngon anh không? Trời ơi, anh là cái gì, làm cái gì có vụ ngon ở đây. Ngon ăn nữa tí. Ngon, ngon. Lạ quá, thương quá em ơi. Thương hả? Con trai cưng của em đó. Trên sân bay ơi. Hò quá ta, mai làm sao được. Ai mama đâu rồi hả? Té quậy ơi, quậy ơi, quậy ơi. Rồi đi vô. Mẹ phải chạy dưới trời. Vô, bye bye mọi người đi, quỳnh bye bye mọi người đi. Bye bye, chúc mấy chị ăn là ngủ ngon. Tạm biệt mấy chị, bye bye. Tạm biệt. Làm gì đây anh? Gì? Vừa cháu quay xong rồi ra anh làm gì đây? Còn Ben bà mẹ ạ. Cá luôn chị dạ, cho nó ấy. Nhưng em thấy môi bà Lụi còn đỏ quá. Gì? Môi bà Lụi hơi đỏ. Tại nó không. Gì vậy? Nè, có bà Lụi nè. Nói nè con, nói nè. Nói nè. Hỏi đi. Nói nè. Nó nóng quá, nó nhiều quá. Nói đi. Rồi, về đi. Về đi. Bà Lụi cảm thấy vui không bà Lụi? Dạ, có một con làm diễn viên. Hai rồi, bà cháu nè. Rồi anh em đi. Trời ơi. Ở đâu bà Lụi? Rồi. Con đi đâu đây? Nó đi đâu đây? Cái gì? Bây giờ bà chuẩn bị quay. Quay clip biến hình. Đúng rồi. Cho mát, cho nó mát xuống đây. Rồi bây giờ sao Hải ơi? Nói ngay đây. Rồi bây giờ là bà Lụi với cháu là cũng anh muốn chất đúng không? Rồi. Thì vẫn lại là bước từ ô tô. Bước từ ô tô phát bắt đầu là không người đi qua. Cho anh chàng chú bắt đầu đi qua phát là bà Lụi biến hình thành bà già. Rồi vậy đó bà già. Rồi. bà già mà bà già gì đó anh nói thế bà già đau khổ bà già hỏi được bà già đau khổ cái gì đó trời ơi bà già hôi hám hả à. Thôi bà già bà già gì thôi, bà già gì mà nghe không bị nhạy cảm nha bà già không sạch sẽ trời ơi đúng là hai bà cháu không sạch sẽ đi thôi hai bà cháu không sạch sẽ xong mẹ anh nhìn phát qua luôn chật. Phải bia đường dây cho bà đi anh. Rồi, kêu diễn cái mẹ ấm phiên xuống. Ý, anh em vừa đấy, đóng cửa mẹ, xuống. Mẹ ấm phiên xong, cái mẹ đóng cửa lại, cái mẹ quay ra. Xong rồi con nói, hai bà già. Bây giờ gì? Hai bà cháu không sạch sẽ. Rồi, hai bà sẽ, cái mẹ nhìn con cái này, mẹ liếc liếc, là biến hình. Rồi, nha. Hay là mình nói nghèo. Thôi, đừng có nghèo. Ý, hai bà già thấy ghê, bà già, hai bà cháu thấy ghê. Đi. Đúng rồi, vô. Hai bà cháu thương ghê. Cắt cho mẹ không nhìn vào mấy con nhé. Mẹ đừng có liếc nha, mẹ nhìn phim thôi, mẹ nhìn phim thôi. Hiểu không, mẹ nhìn phim thôi. Đúng rồi, nhìn phim hoặc là nhìn chỗ nào thôi. Sau khi nào anh Lâm nói thì nhìn anh Lâm. Đúng rồi. Đó, xong anh Lâm đi là mẹ nhìn theo anh Lâm. Đúng rồi. Hai bà cháu thương ghê. Được không? Cái đóng cửa đó nghe không? Dạ. Vì cắt đóng cửa hả? Đúng rồi. Hai bà cháu thấy ghê. Trong khi đó tao thấy ghê luôn. Rồi được rồi. Gia đình rất gọi là đam mê. Đam mê, cái này phải có đam mê mới làm đam được mê. Phải có đam mê. Mà quay không có tiền. Không có tiền. Vẫn quay. Mày không có tiền nha. Rồi vào đi bên này sang ạ. Phá đạo cụ nhá. Rồi quay máy vô. Rồi từ từ nhá. 3, 2, 1 anh Lâm ngồi. Nè. 3, 2, 1 mọi người im lặng. Anh ơi tới bến xe rồi anh ơi. Dạ cảm ơn bác tài. Lên xe rồi nè con, cưới rồi. Phải xấu con gần mấy chút. Dạ cảm ơn bà.
cắt bà luôn. Bà Lội là con vời phát là bà Lội đi luôn này. Một cái số chú ơi. Thôi, nhanh như mẹ nha. Quá một cái số chú ơi, mẹ đi nước qua luôn nha. Đúng rồi, đi luôn luôn. Nha, mẹ đi chậm quá nha, nhanh nha. Vâng. Lội ekip. Rồi, quay, lẹ. Trong xe có mật được đèn không anh? Đưa đèn không Trung? Đó, mật rồi đó. Rồi, ok. 3, 2, 1, anh em cứ nhìn cháu rồi. Tới bên xe, xuống xe anh ơi. Dạ, cảm ơn bác tài. Tới bên xe rồi, tới bên xe rồi. Giờ ba dí nha con. Nè, uống đi nè. Người số cháu ơi. Dạ. Chết xuống ghê. Bạn biết số không cần lấy tiền. Mình là yêu thương. Hai bà cháu xin ghê. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.